cô rất vui khi lại được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay đấy. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô cháu mình cùng hát một bài hát cho vui nhé. Nào, xin mời các con. Nhỏ ở tít trên cành cao thích bay lượn giữa bầu trời trong xanh, chú ca hát đón mặt trời nhảy múa vui đùa diu di la 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 la. Có một chú cá vàng nhỏ ở tít dưới hồ sâu thích bơi lội rơi là nước trong xanh, chú ngồi lên đón mặt trời vùng vẫy vui đùa hát ca. Ta cùng la 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 la, bạn ơi cùng la 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 la, giống như hoa mi bé nhỏ. Nào ta cùng mô 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 mô, bạn ơi cùng mô 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 mô, giống như bạn cá vàng bơi. Chúng ta hãy cùng hòa ca. Cô và các con vừa hát bài hát Chim và Cá của nhạc sĩ Văn Phong đấy. Trong bài hát nói về một chú chim họa mi hót rất hay và một chú cá nhỏ bơi rất giỏi, đúng không nào? Các con có muốn làm một chú chim biết bay không? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm một chú chim biết bay bằng giấy màu nhé. Các con đã sẵn sàng chưa? Cô mời các con cùng chuẩn bị bài học với cô nào. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị hai hình tam giác, một dải giấy hình chữ nhật, hai dải giấy hình chữ nhật nhỏ hơn màu cam. Chúng ta chuẩn bị thêm một hình tròn nhỏ có đường kính là 5 cm, một hình tam giác nhỏ để làm mỏ, một chiếc kéo, một lọ hồ, một chiếc bút dạ màu đen. Các con đã chuẩn bị xong đồ dùng giống như cô chưa? Bây giờ chúng mình cùng làm chú chim với cô nhé. Đầu tiên, cô lấy dải giấy hình chữ nhật to. Cô gấp đôi lại, sao cho 2 mét giấy chung nhau. Cô dùng tay miết tờ giấy để tạo thành nếp gấp. Tiếp theo, cô mở tờ giấy ra. Cô lấy tờ giấy hình tam giác, đặt vào giữa tờ giấy hình chữ nhật. Cô lấy hồ dán, bôi một ít vào phần cạnh của hình tam giác. Chúng mình dán hình tam giác vào tờ giấy hình chữ nhật, sao cho chừa khoảng trống ở hai đầu hình chữ nhật. Tương tự như vậy, các con lấy hình tam giác tiếp theo, bôi hồ và dán vào hình chữ nhật, trùng khít với hình tam giác trước. Cô lấy hồ, bôi một ít vào phần cạnh phía dưới của hình tam giác thứ hai và bôi hồ vào phía đầu của hình chữ nhật. Sau đó cô gập phần giấy của hình chữ nhật lên, dính vào hình tam giác. Tiếp theo, cô lấy hình tròn, dán vào phía đầu của tờ giấy hình chữ nhật, làm đầu cho chú chim. Cô lấy hình tam giác nhỏ màu vàng, dán vào phía đầu hình tròn để làm mỏ cho chú chim đấy. Cô lấy bút dạ vẽ hình tròn nhỏ làm mắt cho chú chim. Tiếp theo, cô dùng kéo cắt các đường tua rua phần cánh chim để cho cánh chim uyển chuyển hơn đấy. Vậy là cô xong phần cánh chim rồi. Cuối cùng, cô bôi hồ vào phần đầu của hai dải giấy hình chữ nhật nhỏ. Cô dán từng dải giấy vào phía cánh chim. Vậy là cô đã xong hai chiếc chân cho chú chim của cô rồi. Chiếc chân này cũng là bộ phận để cô cho chú chim của cô bay được đấy. Cô đã làm xong chú chim của mình rồi. Các con nhìn thấy chú chim của cô bay có nhanh không? Chim cam ơi, đợi tớ với.
Cậu bay nhanh thế. Nhanh lên, chim vàng ơi. Các con ơi, vậy là chỉ bằng một tờ giấy màu đơn giản mà các con đã làm được một chú chim rất là thú vị, biết chuyển động, phải không nào? Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô hẹn chúng mình ở những bài học lần sau thú vị hơn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con.